Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Bình. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Triệt phá ổ nhóm cá độ bóng đá và cho vay nặng lãi Một ổ nhóm cá độ bóng đá trên không gian mạng với nhiều đối tượng tham gia và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự vừa bị công an tỉnh Nghệ An triệt phá. Điều tra ban đầu số tiền mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc trên ứng dụng gần 1 tỷ đồng. Sau một thời gian điều tra, Ngày 7 tháng 7 năm 2024, Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Quang, sinh năm 1989, trú tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, cùng các đối tượng gồm Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1989, Hồ Việt Trung, sinh năm 1992, đều trú tại xã Nam Anh, Nguyễn Tấn Tài, sinh năm 1991, Nguyễn Hữu Sơn, sinh năm 1993, Nguyễn Hữu Luận, sinh năm 1993, đều trú tại xã Nam Xuân, Huyện Nam Đàn về hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Quá trình bắt giữ các đối tượng, công an thu giữ 10 điện thoại di động, bước đầu chứng minh số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc khoảng 50 triệu đồng. Mở rộng điều tra, ngày 8 tháng 7, công an huyện Nam Đàn tiếp tục bắt giữ Nguyễn Đình Hải, sinh năm 1990 và Nguyễn Hữu Trung, sinh năm 1991, đều trú tại xã Nam Anh về hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh trực tuyến qua ứng dụng Sunwin. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 3 điện thoại di động, một máy tính sách tay. Điều tra ban đầu làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc trên ứng dụng gần tỷ đồng. Tiếp tục điều tra mở rộng, ngày 10 tháng 7, Công an huyện Nam Đàn bắt giữ đối tượng Ngô Công Vinh, sinh năm 1993, và Hồ Viết Việt, sinh năm 1989, đều trú tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tại cơ quan điều tra, Hai đối tượng khai nhận đã cho các đối tượng có hành vi đánh bạc trên vay tiền với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu ngày, tương đương 108% năm, thu lợi bất chính số tiền 76 triệu đồng. Hiện, công an huyện Nam Đàn đang tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Bé gái quay video kẻ xâm hại trình báo công an. Bị Nguyễn Văn Hà, 26 tuổi, không chế định hãm hại bé gái chống cự quyết liệt và quay video biển số xe để trình báo công an. Nguyễn Văn Hà, ngụ tỉnh Đắk Nông, bị công an huyện Lâm Hà bắt tạm giam để làm rõ hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi. Theo trình báo của gia đình nạn nhân, chiều ngày 12 tháng 7, con gái 15 tuổi đang ở một mình tại căn nhà vườn ở xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà thì một thanh niên đến xin đi nhờ vệ sinh. Thừa lúc bé gái sơ hở, hắn không chế, kéo từ ngoài hiên vào trong nhà hãm hại. Cô bé chống cự quyết liệt chi hô, cắn chảy máu môi gã thanh niên. Sợ bị phát hiện, hắn bỏ đi. Bé gái lấy điện thoại quay video ghi nhận biển số xe, hình dáng nghi phạm, sau đó cùng gia đình giao nộp cho cảnh sát. Xóa đường dây cá độ bóng đá quy mô gần 1.000 tỷ đồng. Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi, Lâm Đồng đã triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá quy mô 1.000 tỷ đồng. Sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc và 5 đối tượng về tội đánh bạc. 8 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Trần Đình Thắng, sinh năm 1980, Đoàn Quốc Hoàng, sinh năm 1987, Lê Văn Pháp, sinh năm 1993, Lê Nguyễn Việt Thịnh, sinh năm 1991, Nguyễn Khắc Đại, sinh năm 1982, Nguyễn Khánh Ninh, sinh năm 1984. Trương Minh Khang, sinh năm 1996, cùng chú ở tỉnh Phú Yên và Nguyễn Văn Lợi, sinh năm 1993, chú ở thành phố Đà Nẵng. Trong đó, cơ quan điều tra xác định hai đối tượng chủ chốt của đường dây là Trần Đình Thắng, Đoàn Quốc Hoàng. Cảnh sát cũng xác định các hoạt động giao dịch đánh bạc qua tài khoản trên trang web Bong 88. Con của nhóm này được xác định từ đầu tháng 5 năm 2024 và đã đạt tổng giá trị giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng. Cùng với việc bắt giữ 8 đối tượng nêu trên, Lực lượng công an đã khám xét khẩn cấp, thu giữ nhiều tăng vật, công cụ, phương tiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Vụ án đang được mở rộng điều tra. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin tức trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Thái Bình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.